Chào các bác nhé, shop Tân Ánh xin chào tất cả anh em. Hôm nay xin giới thiệu với lại anh em một cái mẫu đèn laser nhá. Một cái mẫu đèn laser để cho hỗ trợ anh em đam mê chơi nhá. Đây là cái mẫu này gọi là mẫu đèn laser xanh. Giới thiệu với các bác, đặt hàng này thì là cái bao bì nó là bao bì trong hộp nhựa như này. Nhưng mà cũng có một số đặt hàng thì nó không đóng hộp nhựa này nữa mà đóng trong hộp giấy. Thì hộp giấy hộp nhựa thì nó không khác biệt nhau nhiều đâu các bác nhé, nó vẫn là một thôi, chẳng qua là cái bao bì đóng gói thôi. Thì đây giới thiệu với các bác nhé, đây là cái bộ sản phẩm gồm những cái phụ kiện như này. Đây trong này thì nó có cái mút chống sốc để cho nó êm này, bảo vệ đồ cho êm ái này, và phụ kiện của nó thì sẽ đầy đủ hết. Đầu tiên là cái cục sạc pin, đây cục sạc này để sạc thêm cho pin nhá. Đây là dùng pin, là pin ngắn thế này các bác nhá. Các bác thao tác các bác kẹp vào đây, dấu cộng ở bên này, dấu trừ ở bên này thì các bác sẽ sạc được. Đây. Khi kẹp vào đây nó lên đèn xanh này, nó lên tín hiệu nhận này. Các bác bật đầu lên và các bác cắm vào sạc thì cái đèn này nó sẽ thành màu đỏ nhá. Đây. Đây là cái cách sạc, cái cục sạc pin này và cách sạc pin. Và đây là cái hệ thống đèn nhá. Cái này ấy, gọi là cái con chuột, gọi là đuôi chuột nhá. Một cái cây lục giác, một cái thân đèn và hai cái bát để các bác bắt. Đây. Đây là hộp này hết nhá, hộp này mút chống sóc này, tôi để qua đây. Thì giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách bắt nhá, cái cách bắt. Đây, đây là toàn bộ cái phụ kiện đi theo của cái hộp đèn này nhá, của hộp đèn pin này. Đây. Bây giờ các bác xoáy ra, cái loại này là cái loại chỉnh được tâm các bác nhá, chỉnh được tâm. Các bác thả pin vào. Và lưu ý các bác thả pin thì thả cái đường phẳng xuống dưới, đường dấu trừ xuống dưới nhá. Đừng có cộng quay lên trên. Thế nếu mà các bác để muốn nó sáng cố định ấy, thì các bác xoáy cái này vào. Thì đây là công tắc này. Đây các bác nhìn lên cái tường này. Thì cái này nó là laser đèn xanh nhá, đây, nhìn này. Đó. Đây. Cái này là laser xanh. Laser xanh này thì có hỗ trợ cho các bác dùng ban ngày được nhá, dùng cả ban ngày được luôn. Đây là các bác quay này. Đây đây là dùng cái công tắc này. Công tắc này sẽ bật tắt cố định nhé, bật tắt cố định là một công tắc này. Thế còn trường hợp các bác mà muốn dùng đuôi chuột thò xuống dưới khi nào bấm mới sáng ấy, thì các bác bỏ cái này ra, bỏ cái đít này ra. Đấy. Các bác thả cái này vào nhé, thả đuôi chuột này vào, thả đuôi chuột này vào nhé. Đấy. Thì các bác xoáy vào, các bác lại xoáy vào nhé. Thì khi này là nó chìa xuống cái tay dưới của mình. Khi nào mình bóp thì nó mới sáng, còn không bóp thì nó không sáng. Đây này, đây các bác nhìn này, khi nào bóp ở đây nó mới sáng. Đấy, bóp đây nó mới sáng nhá. Đấy. Thế đây gọi là dùng bằng đuôi chuột nhé, dùng bằng đuôi chuột. Thế còn hai cái này ấy là hai cái mấu chỉnh tâm. Các bác khi các bác đắp vào, các bác để cái bên này này sang bên tay phải ấy, thì nó cái này là phụ trách chỉnh cái tâm nó sang trái hoặc sang phải nhé. Thế con trên này sẽ hỗ trợ cho các bác chỉnh tâm lên, chỉnh tâm xuống. Các bác muốn chỉnh được các bác tháo nắp nhựa ra. Và phía trong này nó có cái ốc lục giác. Các bác có sẵn cho mình một cái cây lục năng đây. Các bác đưa vào. Đây các bác nghe đấy, tay chặt này. Đấy là nó vặn chỉnh tâm nhá. Đấy, chỉnh tâm sang trái sang phải lên xuống. Đây là hai con ốc đấy là nó phụ trách cho việc chỉnh tâm. Thì bây giờ tôi hướng dẫn cho các bác cái cách nắp. Cái này ấy, thì nó sẽ có hai cái cách nắp nhá. Cái cách nắp đầu tiên ấy là các bác sẽ nắp trực tiếp vào cái dây cái này mắt vào đèn này. Cái cụm này là sẽ bắt vào đèn. Đây. Đây các bác dùng cái lục năng này nới ra. Nới ra nhá. Đây ví dụ như cái này úp xuống dây đây. Các bác nới ra. Nới cho lỏng ra nhá. Đây. Đây các bác đưa vào đây. Thì các bác cái này ví dụ như mình bắt xuống dây này thì các bác xoay cái đèn này cho cái này nằm bên phải, cái này nằm đúng bên trên thì các bác siết chặt nó lại. Và các bác lưu ý nhá, cái dây này ấy, nó là kẹp vào dây 20. Cái này cây củi nào của các bác phải có sẵn dây 20 rồi nhá, cho các bác siết cái này vào, các bác siết này vào nhá. Rồi cái dây này này là dây 20 đấy, là dây lớn đấy. Cái củi nào của các bác phải có sẵn dây 20, các bác sẽ kẹp trực tiếp vào đây được luôn.
nhá, kèm trực tiếp vào đây luôn. Thế còn trường hợp em ơi cầm anh cái chân kẹp nòng vào đây nhá. À, trường hợp mà các bác có cái gọi là cái ống ngắm ống nhòm rồi ấy, tôi ví dụ đây là cái thân ống ngắm ống nhòm này, thì các bác sẽ bắt bằng cái cách này, nó sẽ có theo cho mình một cái bát này đấy nhá. Thế là mình cái bát này thì các bác sẽ bắt vào đây. Đây là tôi làm thí dụ cho các bác xem thôi nhá, thí dụ cho các bác xem. Đây, ví dụ như này, ví dụ đây là cái ống ngắm của bác nhá, thì các bác sẽ đưa nó vào đây. Đấy, đưa vào đây nhá. Đây ví dụ như đây là cái ống nhòm của bác đấy, ống nhòm ống ngắm ấy. Đấy, các bác đưa vào đây, các bác siết lại thì cái này nó sẽ chìa sang bên cạnh nhá. Nó sẽ chìa sang bên cạnh như này, thì tại cái điểm này, tại cái điểm này đây chính là cái dây 20 này các bác này, đây chính là cái dây 20 này, các bác bắt cái này vào nhá. Đây, cái này chính là cái dây 20 đấy. Thế các bác có thể bắt như thế này thì nó nằm ở trên cái ống ngắm của các bác, còn các bác nằm bắt nằm dưới gầm như này thì nằm dưới gầm cái ống ngắm của các bác nhé. Đấy là tùy cho các bác bắt như nào là tùy. Thế nhưng mà đấy là cái cách lắp như vậy nhé, đây lắp có hai cách như vậy. Đấy, các bác lắp vào dây 20 như vậy thì tại điểm này điểm nó chưa sẵn dây 20 này. Đây là siết vào luôn để có thể luôn. Đây. Đây, ví dụ như đây là cái ống ngắm. Đây là cái ống ngắm nhá. Đây là cái ống ngắm. Thì mình bắt cái tai sang. Tại cái điểm tai này sẽ có cái điểm dây 20 để các bác bắt. Và các bác sẽ dùng cái đuôi chuột ở dưới này các bác bóp, hoặc là công tắc cố định ở trên này thì tùy cho các bác. Thế các bác có thể bắt ở dưới này, hoặc các bác bắt dưới gầm này, là tùy các bác nhá. Thế còn một cách nữa, các bác nào mà muốn kẹp vào cái cành ấy, kẹp vào cái ống, kẹp vào cành thẳng trực tiếp ấy. Đấy. Thì các bác sẽ phải dùng mua thêm cái chân kẹp nhé, cái chân kẹp như thế này, mua thêm cái chân kẹp như thế này, cái này gọi là chân kẹp vào cành, bây giờ vào cành nhé. Chân kẹp cành này thì là phía trên thì các bác cũng bắt được vừa được cái đèn vào đây, các bác lấy vào đây, các bác vừa cái đèn vào phía dưới thì sẽ kẹp thẳng vào cái cành của các bác nhé. Cái cành thì phi bao nhiêu là tùy thì đều kẹp được. Đó, cái này gọi là các bác kẹp trực tiếp vào cành thì các bác phải dùng thêm cái chân này. Các bác nào có nhu cầu dùng thêm chân này thì sẽ phải mua thêm nhé, sẽ phải mua thêm. Thế còn cái bộ này nó sẽ không có theo cái chân này đâu, chân này là bán thêm đấy. Thế còn anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với lại shop sẽ tư vấn báo giá cho các bác tại thời điểm các bác alo nhé. Đây các bác cũng nói nó rộng ra một chút. Đây, dựng như đây. Dưới là cái cành thì các bác cũng để cho cái này nằm thẳng lên. Và các bác xếp đông lại. Đây là cái cách bắt trực tiếp vào cành nhé. Đây, tôi ví dụ đây lại là cái cành tiếp chẳng hạn. Đấy, cành phi bao nhiêu thì tùy. Ốp vào đây. Ốp đây. Xếp ốc này. Để coi như là cái này là gắn trực tiếp vào cái đầu ngoài cành của các bác luôn nhá. Đây là tôi làm thí dụ cho các bác hình dung ra thôi. Hình dung ra các bác thấy, các bác tưởng tượng ra thôi, hình dung ra thôi. Thế còn anh em chơi cái này thì rất là rành rồi. Dành hơn tôi rất nhiều. Đấy, cái này là bắt trực tiếp vào cành này. Đấy, các bác dùng đôi chuột bóp. Đây là cái toàn bộ những cái chi tiết hay những cái cách lắp, cách dùng của cái cây đèn laser xanh nhá. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. Rồi, xin cảm ơn anh nhé, mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop Tân Ánh loa bẫy chim và phụ kiện. Các bác xem video thì vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh nhá, thì cập nhật được nhiều cái video hướng dẫn cho các bác hơn nữa. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.